Mọi người ha, chiều nay mình giới thiệu đến mọi người tiếp tục mà mẫu laptop Dell Latitude 5310. Đây là cái cấu hình mà i7 thế hệ 10 đó mọi người. RAM 16GB SSD 512, cấu hình rất chi là ok, nhanh mượt, dành cho dân văn phòng. Mẫu máy được sản xuất năm 2021 mọi người ha. Cái vỏ khá là đẹp, nó không có bị chày xước gì hết, chỉ có ở phía bên này hơi mòn một tí thôi mọi người, tí sơn thôi, sơn màu bạc cũng không có ảnh hưởng gì hết, mòn sơn chứ không phải là bị mẻ, bị chày chóc gì ăn vô thịt rồi đâu mọi người, mòn xíu sơn không đáng kể, hơi khó thấy tí chỗ này nữa thôi, còn máy là ok ha, zin đét luôn, rất là chất lượng. Mẫu máy được sản xuất năm 2021, màu bạc rất là đẹp. Ở đây á thì ở bên trong đẹp lắm luôn nha mọi người, nè rất là đẹp, phím là đẹp nguyên bản luôn, và mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế để mọi người dán á, góc cạnh đẹp ha, không thể chê vào đâu được. Màn hình 13.3 inch và có thể là bật tắt webcam tùy theo cái mức độ bảo mật của mình. Màn hình full HD nha, mình check series máy là nó sản xuất năm 2021 mọi người đó, và tính ra nó còn bảo hành tại Nhật tới 2024 nè ha. Thì mình chỉ biết cái thời gian bảo hành vậy để người ta, mình biết là người ta giữ mua cái máy người ta cũng mới mua đây thôi đó. i7 thế hệ 10, 8 CPU nè mọi người, 2.3 RAM 16GB và SSD là 512GB nha mọi người. Máy là cực kỳ ok, pin trên 3 giờ máy kèm sạc. Con này có một cái nhược điểm là trên nền trắng nó có một chấm phản quang rất là nhẹ luôn. Đây mọi người, còn nền khác là mình không có thấy. Thì cái này nó cũng đơn giản, nó không có loang, không có gì đâu mọi người. Tại vì đó là nó phản quang nó không phải là bị mất điểm ảnh nè, nó không phải là bị sọc, bị gì, mà phản quang là nó chỉ vậy. Rồi mình xài trên nền trắng, nền khác mình hoàn toàn là không có thấy. Máy là ok hết ha mọi người ha. Cái này thì mình bao test cho mọi người một tháng về cái phản quang này nó không có loang, để mọi người yên tâm. Bình thường cái này người ta làm được làm 400-500 gì đó người ta làm cái màn hình đó, nhưng mà nhà mình sao thì mình để vậy, nhiều khách không có để ý thì cũng không có biết được là nó có phản quang, nhiều người cũng không biết phản quang là như thế nào mà chỉ mới biết. Nhưng mà tính mình là có sao làm báo vậy, dù một chấm mình cũng báo rõ ràng cho khách để mọi người cân đối, ai mua được thì mua. Cũng phải nói cho dù người không biết thì bây giờ mình tìm hiểu, không mua chỗ mình mua chỗ khác thì mọi người cũng soi nó kỹ hơn đó, vậy thôi. Rồi và mình báo giá mọi người ha, giá cực kỳ tốt luôn, 9 triệu cho con máy này. Ai chốt có thể inbox mình ha, máy kèm sạc zin. Chỉ có phản quang tí thôi mọi người chứ còn lại là cực kỳ ok. Cảm ơn mọi người nhiều ha, cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha.